Muốn điều trị dứt điểm tình trạng mụn trứng cá và chống tái phát mụn trứng cá thành công thì bạn nhất định phải hiểu về nguyên nhân cơ chế hình thành mụn trứng cá. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thu Hà, bác sĩ da liễu thẩm mỹ, hiện nay đang là giám đốc phụ trách chuyên môn của nhãn hàng dược mỹ phẩm Đồng Hoa Phương Việt Nam. Và cơ chế hình thành mụn trứng cá thì rất là rõ ràng, rất là dễ để nắm bắt. Tất cả chúng ta đều tiếp xúc với những khách hàng bị mụn trứng cá đều ở trong lứa tuổi dậy thì, và tỷ lệ người dậy thì bị mụn trứng cá rơi vào tầm khoảng từ 80-90%. Cho nên yếu tố đầu tiên đó là yếu tố thay đổi hormone trong cơ thể ở tuổi dậy thì. Khi tuổi dậy thì đến thì lượng hormone androgen là một hormone có cả ở nam và nữ thay đổi, gia tăng, tăng tiết và làm cho tuyến bã của chúng ta tiết nhiều chất bã vào trong nang nông và đưa lên trên bề mặt để tạo lên cái sự mềm mại cho làn da. Tuy nhiên lượng chất bã tiết ra dư thừa thì sẽ là nguyên nhân cơ chế đầu tiên gây lên hình thành mụn trứng cá. Cơ chế thứ hai đó chính là dày sừng ở cổ nang nông. Sự dày sừng ở cổ nang nông sẽ tạo thành môi trường bịt kín, làm cho nang nông trở nên thiếu oxy và tạo thành môi trường kỵ khí, rất phù hợp cho vi khuẩn phi acne hiện diện hoạt động và kích thích quá trình viêm. Đây là ba cơ chế hình thành lên mụn trứng cá, và tùy theo thiên hướng về cơ chế nào thì trên lâm sàng chúng ta sẽ có những cái dạng trứng cá khác nhau, như là dạng trứng cá không viêm, như là mụn nhân này, mụn đầu đen, mụn đầu trắng, hoặc là mụn viêm như là mụn mủ, mụn nang, mụn bọc, mụn kén, vân vân. Rõ ràng ba nguyên nhân cơ chế hình thành này rồi thì chúng ta sẽ có những cái phác đồ, đó là đầu tiên là chúng ta sẽ giảm tiết chất bã, thứ hai đó là bạt sừng bong vẩy, và thứ ba nữa là nếu mà có viêm thì chúng ta sẽ điều trị qua quá trình viêm. Và hãy follow bác sĩ Hà để bác sĩ Hà chia sẻ nhiều hơn về kiến thức chăm sóc da thẩm mỹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.